lý của gan. Trước khi đi vào từng mục tiêu một thì lưu các bạn là tại sao cái trình bày thành phần hóa học của nhu mô gan thì các bạn cũng đã học nhiều ở bên giải phẫu sinh lý và sinh lý rồi. Cho nên phần này chỉ nhắc lại thôi. Và cái phần trong quá trình học từng phần chuyển hóa thì các bạn cũng biết là thành phần hóa học của nhu mô gan có những thành phần gì rồi ạ. Gan thì là nơi để dự trữ glucid dưới dạng glycogen. Gan là nơi để các bạn là gì ạ, dự trữ lipid dưới dạng triglycerides và nơi tổng hợp rất là nhiều các acid amin, và thêm đấy nó còn có rất nhiều các vitamin vân vân, thì các bạn cũng biết rồi thì mình sẽ không đi qua phần 1. Cái mục tiêu thứ hai là phân tích được đặc điểm chuyển hóa. Thì các bạn đã học từng phần chuyển hóa riêng biệt rồi, chuyển hóa nhóm carbonhydrate, chuyển hóa lipid và chuyển hóa protein của chung của cơ thể. Tuy nhiên thì gan ngoài những cái quá trình chuyển hóa chung nó còn có những đặc điểm chuyển hóa riêng biệt. Mục tiêu thứ ba là nêu được chức năng tạo mật và chức năng tự độc của gan. Thì các bạn lưu ý đây là hai chức năng riêng biệt chỉ mình gan có. Và chính vì sau này các bạn đi lâm sàng thì bạn thấy rằng vì những bệnh nhân mà bị cắt túi mật hoặc có những bệnh lý về mật hoặc là bệnh nhân bị sơ gan, suy gan thì hai chức năng này rất là kém. Vì chức năng này không có một cơ quan nào chịu trách nhiệm cả, chỉ có một mình gan thôi. Và như vậy thì khi mà gan bị tổn thương thì có một số cái chỉ điểm xét nghiệm đặc biệt để đánh giá bệnh lý của gan. Thứ nhất là bệnh lý về tế bào gan, thứ hai là về chức năng tạo mật. Bệnh lý về tế bào gan thì nó sẽ liên quan đến rất nhiều chức năng, từ chức năng chuyển hóa cũng như chức năng khử độc của gan. Còn bệnh lý về chức năng tạo mật thì đương nhiên đấy là chức năng riêng biệt của gan rồi. Bây giờ thì đi vào mục tiêu thứ hai, chức năng chuyển hóa nhóm carbonhydrate. Thì lưu ý các bạn là gì ạ? Gan đóng vai trò quan trọng trong chuyển hóa nhóm carbonhydrate. Đây thì cái này ấy lên. Lưu ý các bạn là gì ạ? Gan đóng một vai trò quan trọng trong chuyển hóa nhóm carbonhydrate. Vâng, như cô nói lúc ban đầu rồi, gan chính là nơi dự trữ carbonhydrate của cơ thể dưới dạng glycogen. Và khi mà nồng độ gluco trong máu tăng thì gan tăng quá trình sinh tổng hợp glycogen. Các bạn lưu ý là gì ạ? Các bạn nhớ là khi mà mình ăn đúng không ạ? Sự có mặt của hormone insulin nó sẽ giúp toàn bộ gì ạ? Gluco được đẩy vào trong tế bào. Tuy nhiên gan đấy là một cơ quan nó không chịu ảnh hưởng hormone insulin. Nó cho gluco thấm qua tự do nếu như các bạn vừa ăn. Và người ta nói rằng là gan là nơi mà dự trữ glycogen do toàn bộ cơ thể. Và như vậy thì gan đấy là cơ quan mà tổng hợp glycogen từ nguồn gluco. Nhưng ngoài ra thì ngoài cái nguồn ban đầu đấy là gluco thì gan còn tổng hợp từ các đường khác như đường galacto, đường fructo, đường manto và tất cả các sản phẩm chuyển hóa trung gian như là acid lactic, như là acid pyruvate, acetin enzyme. Thì phần này các bạn cũng đã được học và được biết ở những cái phần chuyển hóa trước rồi ạ. Vâng, chuyển hóa của các acid amin, chuyển hóa của gluco, chuyển hóa của lipid của hay là acid béo. Vâng. Và các bạn lưu ý là gì ạ? Đặc biệt là cái sự nói đến chuyển hóa nhóm carbonhydrate thì người ta bao giờ cũng so sánh giữa gan và cơ. Vì đây là hai mô cơ quan mà tích lũy gluco nhiều nhất cho cơ thể. Nhưng mục đích tích lũy gluco và tổng hợp thành glycogen ở cơ là nó chỉ nhằm mục đích là cung cấp năng lượng cho cơ hoạt động. Trong khi đấy ở gan thì làm sao các bạn? Thì nó lại cung cấp gì ạ? Gluco cho toàn bộ cơ thể. Vâng. Và lưu ý là gì ạ? Chỉ có ở gan mới sử dụng các sản phẩm trung gian thôi để tổng hợp lại thành gluco. Tuy nhiên thì ở cơ nó chỉ sử dụng gì ạ? Gluco chứ nó không thể tổng hợp được ngược như ở gan. Thậm chí là gì ạ? Những cái sản phẩm mà trong quá trình thoái hóa gluco ở cơ nó cũng được chuyển về gan, đấy chính là chu trình thì các bạn. Chu trình Cori với chu trình alanin, đấy là hai chu trình chắc chắn các bạn khi học chuyển hóa nhóm carbonhydrate với cô Ngọc. Cô Ngọc đã nhắc rồi. Vâng. Ai bắt đầu đi đâu? Thôi, cô bị tắt. Lưu ý các bạn là gì ạ? Khi gluco trong máu giảm thì gan nó sẽ tăng cường phân hủy glycogen. Vâng. Và lưu ý các bạn là gì ạ? Các bạn nhớ lại quá trình chuyển hóa nhóm carbonhydrate mà cô Ngọc đã dạy cho các bạn đấy ạ. Thì
Gan đấy là cơ quan duy nhất cung cấp glucose cho máu, vì các bạn biết rồi, trong quá trình gì ạ, glycogen thoái hóa thì đến cái sản phẩm đấy là glucose 6 phosphate, thì chỉ có gan mới chuyển được glucose 6 phosphate thành glucose, vì enzyme glucose 6 phosphate ta giờ đấy là enzyme duy nhất chỉ mình gan có. Chỉ một mình gan có đồng nghĩa với việc là các mô cơ quan khác không có. Chính vì các mô cơ quan khác không có cho nên là gì ạ, nó không thể làm sao mà nó có thể chuyển được glucose 6 phosphate thành glucose. Mặc dù cũng có thể, như là ở cơ, như là một số cơ quan nó cũng có khả năng dự trữ glycogen. Tuy nhiên thì để thành glucose, đấy là sản phẩm của nhóm carbohydrate lưu thông ở trong máu, thì bắt buộc glucose 6 phosphate phải chuyển thành glucose. Và như vậy thì bạn nhớ nhé, enzyme glucose 6 phosphate ta giờ cũng là một enzyme để đánh giá chức năng gan. Vâng. Và như vậy thì gì ạ? Từ glucose từ gan nó sẽ vào máu đi đến các mô cơ quan. Chính vì như vậy các bạn thấy rằng gì? Mình ăn từ sáng đúng không ạ? Đến trưa mình chỉ có cảm giác đói thôi. Nhưng những bệnh nhân xơ gan hoặc là những bệnh nhân mà gan nó kém thì các bạn lưu ý là gì ạ? Người ta không thể chịu được. Vì sao ạ? Nó rất dễ lên những cơn hạ đường huyết vì cái enzyme này nó hoạt động kém. Cái enzyme này nó hoạt động kém đồng nghĩa với việc là nó sẽ không chuyển được glucose 6 phosphate thành glucose. Và như vậy thì làm sao các bạn? Bệnh nhân sẽ lên cơn hạ đường huyết. Vâng. Và người ta nói rằng gan đóng vai trò chủ chốt trong việc điều hòa nồng độ glucose máu. Và toàn bộ hệ thống điều hòa mức glucose máu bằng hormone hoàn toàn phụ thuộc vào sự toàn vẹn chức năng của gan. Như tôi vừa nói rồi ạ, gan đấy là một cái mô cơ quan mà khi các bạn ăn vào thì sự có mặt của hormone insulin chuyển hóa đường thì nó mới có tác dụng đẩy glucose vào trong các tế bào. Tuy nhiên ở gan thì nó lại không chịu ảnh hưởng hormone insulin. Và một điều quan trọng nữa là gì ạ? Toàn bộ glucose nó vào gan rồi thì nó sẽ chuyển hóa toàn bộ thành glycogen. Và khi cơ thể cần hay khi mà đường trong máu giảm dưới mức bình thường thì gan nó sẽ cung cấp lại đường cho toàn bộ cơ thể và nó tránh những cơn bị hạ đường huyết. Vâng, đấy là chức năng chuyển hóa đặc biệt của gan. Mà đấy là một cái chức năng mà khác biệt với tất cả các nhóm khác. Vâng. Đây, đây chính là cái chu trình này mà các bạn đã học ở phần chuyển hóa nhóm carbohydrate rồi đúng không các bạn? Đấy chính là gì ạ? Khi mà nói đến chuyển hóa nhóm carbohydrate, người ta hay so sánh giữa gan và cơ. Thì các bạn lưu ý là gì? Ở cơ thì nó chỉ sử dụng thôi ạ. Từ glycogen nó tạo thành hai sản phẩm chuyển hóa trung gian trong quá trình hoạt động cơ là pyruvate và lactate, và chủ yếu đây là lactate. Thì các bạn lưu ý là gì ạ? Con đường đường phân thì ở cơ chủ yếu là con đường đường phân yếm khí. Và đã là con đường đường phân yếm khí thì nó chỉ chuyển thành axit lactate thôi. Vâng, và sau đây nó được chuyển về gan và sẽ tham gia tổng hợp thành glucose. Và pyruvate thì là một con đường phụ, vâng, cũng trong quá trình chuyển hóa glycogen thành pyruvate và nó cũng được chuyển về gan. Thì nếu như mà chuyển lactate đấy là chu trình co đi, còn nếu như chuyển pyruvate đấy là chu trình alanin thì các bạn lưu ý nhé, hai chu trình này cũng có trong cái phần thi trắc nghiệm các bạn đấy ạ. Vâng. Còn đây ạ. Toàn bộ tất cả các sản phẩm chuyển hóa trung gian thì đều có thể trở về gan, như đường gan lacto, đường fructo, rồi tất cả những sản phẩm trong hóa trung gian như DHP, AP, GAP, fructo vân vân, nó đều được chuyển về gan và từ đấy nó có thể tham gia tổng hợp ngược lại thành glucose. Cái quá trình này chỉ một mình gan có thôi. Tất cả phần này các bạn đã được học ở bài chuyển hóa nhóm carbohydrate rồi đúng không ạ? Vâng. Và ngoài cái việc mà liên quan đến chuyển hóa glucose, liên quan đến việc dự trữ glycogen cung cấp glucose cho toàn bộ cơ thể, ở gan còn có quá trình là oxy hóa glucose thành axit glucuronic. Đây là một axit có một vai trò rất quan trọng trong chức năng khử độc của gan. Gan còn tổng hợp heparin, đấy là một chất chống đông máu tự nhiên. Vâng, và các bạn nếu như bạn nào đã từng làm điều dưỡng rồi thì bạn biết rồi, cái ống lấy máu màu đen đấy ạ, là ống gì ạ, nó tráng chống đông bằng gì, heparin. Vâng. Sự có mặt heparin trong máu thì nó sẽ giúp thì máu không đông, và khi mà làm xét nghiệm thì tất cả những chỉ số mà đánh giá liên quan đến mọi chức năng của cơ thể sẽ không bị thay đổi từ chất chống đông này. Và nếu như ở trong cơ thể thì gan là nơi tổng hợp cái chất này, thì các bạn biết rồi, trong cơ thể mình luôn luôn có hai quá trình giằng co, một quá trình gây đông, một quá trình chống đông. Và khi mà cân bằng thì chắc chắn là gì ạ? Cơ thể mình sẽ không có những cục cục máu đông, và hoặc là cũng không mắc bệnh chảy máu bất thường. Và một trong những chất mà chống đông máu tự nhiên thì do gan tổng hợp đấy là heparin. Heparin này thì là bản chất từ nhóm carbohydrate, là về chức năng chuyển hóa carbohydrate. Và như vậy bạn lưu ý này,
Chức năng chuyển hóa có nghĩa là gì? Ở các mô cơ quan khác chuyển hóa carbohydrate như thế nào thì gan cũng chuyển hóa như vậy. Tuy nhiên, gan có những cái quá trình chuyển hóa riêng biệt, đặc biệt là liên quan đến quá trình gì? Tổng hợp và thoái hóa glycogen ở gan. Mục đích tổng hợp cũng là dự trữ glucose cho toàn bộ cơ thể. Mục đích thoái hóa cũng là cung cấp glucose cho toàn bộ cơ thể. Và một cái điều quan trọng là gì? Ở các mô cơ quan khác và muốn tổng hợp glycogen thì nguồn nguyên liệu duy nhất của nó, kể cả là cơ, phải là glucose. Nhưng ở gan thì mọi nguồn nguyên liệu, tất cả những sản phẩm chuyển hóa của tất cả các lipid, protein, nó đều có khả năng chuyển về gan và tham gia tổng hợp thành glucose. Và tất cả các loại đường chuyển về gan cũng tham gia tổng hợp thành glucose. Và nó còn tổng hợp thêm một số chất cần thiết cho cơ thể từ nhóm carbon hydrate. Vâng. Bây giờ sang chức năng chuyển hóa lipid. Vâng. Lưu ý các bạn là gì ạ? Cũng tương tự như là chuyển hóa carbon hydrate hay glucid, mình cũng theo xem là gì ạ? Trên hai quá trình thoái hóa và tổng hợp lipid ở gan có quá trình khác so với các mô cơ quan khác. Vâng, bây giờ mình sẽ đi phần thoái hóa trước. Quá trình thoái hóa lipid thì bạn đều biết là gì ạ? Quá trình beta oxy hóa axit béo. Vâng, nghĩa là gì ạ? Thoái hóa axit béo để tạo ra các phân tử acetylgenzima, và phần lớn các phân tử này được chuyển thành thể cetonic, đấy là nguồn cung cấp năng lượng cho não và tim. Trong những cái thời điều kiện mà nồng độ glucose trong máu không đủ thì toàn bộ quá trình này xảy ra ở gan. Và người ta nói rằng là gan thoái hóa gì ạ? Để tạo năng lượng cho các mô cơ quan khác, thì phần này các bạn sẽ xem lại ở bài chuyển hóa lipid. Vâng. Ngoài ra thì cái nguyên liệu ở trong quá trình thoái hóa axit béo đấy, đấy là phân tử acetylgenzima, thì gan còn tổng hợp thành gì ạ? Axit mật là gì ạ? Cholesterol. Và đây là hai cái sản phẩm này thì lưu ý các bạn là gì ạ? Hai cái sản phẩm này thì các bạn lưu ý là gì ạ? Sao mà không gửi được? Mẹ cứ dạy xong con gửi lại nha. Các bạn vào không đây là quá trình mà các bạn đang học về chuyển hóa lipid đúng không các bạn? Vâng. Tất cả toàn bộ quá trình này thì đều xảy ra ở gan, thì gan chính là nơi dự trữ thì các bạn triglycerid. Khi cơ thể cần acetylenzyme, cần năng lượng, cần các sản phẩm để tham gia tổng hợp các chất khác thì gan phải thoái hóa triglycerid, thì gan mới có gì ạ? Thì mới có nguồn nguyên liệu. Phần này các bạn được học phần chuyển hóa lipid rồi. Vâng, và sau đấy thì gì ạ? Trong quá trình thoái hóa axit béo thì các sản phẩm acetylenzyme nó sẽ chuyển hóa thành thể cetonic, phần này các bạn cũng đã biết rồi ạ. Vâng. Và trong cơ thể mình chủ yếu đấy là gì? Axit D-beta hydroxybutyric đúng không các bạn? Vâng. Và sau khi cái thể cetonic này vào máu, nó sẽ đến hai mô cơ quan chính đấy là gì các bạn? Não và tim, để nó làm sao ạ? Cung cấp năng lượng. Và các bạn nhớ nhé, quá trình oxy hóa thể cetonic từ thể cetonic trở thành gì? Acetylgenzyma, thì quá trình này chỉ xảy ra ở các mô cơ quan thôi. Chứ ở gan thì nó lại không có quá trình này, và chính vì không có quá trình này thế nên làm sao các bạn? Nếu như mà gì ạ? Trong bệnh nhân đái tháo đường ấy ạ, thì thể cetonic tăng cao ở trong máu, thì khi mà các mô cơ quan không sử dụng hết thì nó sẽ đái ra bên ngoài, và bệnh nhân đái tháo đường càng nặng thì thể cetonic càng nhiều. Phần này các bạn cũng đã được học rồi đúng không ạ? Trong bài chuyển hóa lipid đây, cô chỉ nhắc lại những cái sơ đồ để giúp các bạn hình dung lại được thôi ạ. Vâng. Còn ly các bạn là gì? Quá trình tổng hợp lipid các bạn lại nhớ, và quá trình gì ạ? Tiêu hóa và hấp thu lipid các bạn có nhớ không ạ? Khi mình ăn vào thì lipid nó sẽ vào máu, vâng, và được vận chuyển dưới dạng lipoprotein. Và lưu ý các bạn là gì ạ? Nó sẽ đến hai mô cơ quan chính ở trong cơ thể là mô mỡ. Mô mỡ sẽ giữ những cái từ lipid ngoại sinh cần cho nó. Còn tất cả các sản phẩm lipid sẽ được chuyển về gan. Và tại gan thì nó lại tiếp tục đi vào quá trình gì? Chuyển hóa, và nó lại cung cấp các sản phẩm từ lipid cho các mô cơ quan khác. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng gì ạ? Gan tổng hợp rất là nhiều các phospholipid.
đóng vai trò quan trọng vận chuyển lipid trung tính cholesterol ra khỏi gan, và chính sự vận chuyển như này sẽ tránh ứ đọng mỡ ở trong gan. Nhưng mà những bệnh nhân bị gan nhiễm mỡ do rối loạn chuyển hóa thì triglycerides nó sẽ tăng bất thường, và tăng bất thường như vậy thì đương nhiên nó sẽ lắng đọng ở gan, bệnh nhân sẽ bị gì gan nhiễm mỡ, và như vậy thì khi đấy thì chức năng gan sẽ bị suy giảm. Hoặc là những bệnh nhân bị viêm gan, những bệnh nhân bị xơ gan do rượu thì cũng là một trong những cái nguyên nhân mà gọi liên quan đến rối loạn chuyển hóa lipid, và nó sẽ làm cho gì gan bị nhiễm mỡ, đấy là quá trình tổng hợp lipid. Mà cholesterol đấy là gì ạ? Chính là ancol, thì nó có hai nguồn như hôm trước các bạn học cũng đã biết rồi. Một nguồn từ thức ăn, một nguồn chủ yếu là do gan tổng hợp. Mà sau khi gan tổng hợp cholesterol xong thì nó sẽ xảy ra quá trình este hóa cholesterol, tạo ra cholesterol este. Và hai cái sản phẩm cholesterol và cholesterol este nó sẽ chuyển vào trong máu đi đến các mô cơ quan. Lưu ý là gì ạ? Quá trình este hóa cholesterol thì chỉ một mình gan có thôi ạ. Thì enzyme gì ạ tham gia quá trình này cũng chỉ do gan có và không có mô cơ quan nào khác, và lượng cholesterol este hóa này nó cũng sẽ tham gia vào tất cả các quá trình chuyển hóa của cơ thể, những nơi mô cơ quan cần cái sản phẩm cholesterol. Vâng, và người ta thấy rằng gì ạ, trong máu thì cholesterol este hóa chiếm khoảng 70% lượng cholesterol toàn phần của huyết tương. Vâng, đấy là nếu như mà các bạn mà đi thực tập nha, thì khi mà định lượng cholesterol thì người ta phải gì tỉ phân cholesterol este hóa, sau đấy thì gì ạ người ta mới gì ạ thành cholesterol, sau đấy người ta mới oxy hóa cholesterol, vì làm sao ạ, cái lượng này nó chiếm đến 70% lượng cholesterol toàn phần trong huyết tương. Và như vậy nếu như mình không có phản ứng đầu tiên là thủy phân lại cholesterol este hóa thì đương nhiên cái giá trị của mình sẽ không phản ánh đúng cái nồng độ cholesterol lưu thông ở trong máu. Mà khi gan bị suy giảm thì đương nhiên cái tỷ lệ cholesterol este hóa trên cholesterol toàn phần nó sẽ giảm. Thì các bạn lưu ý là gì ạ? Sau khi tổng hợp thành cholesterol thì gan nó sẽ gì este hóa cholesterol đến khoảng 70%, và cả hai sản phẩm này nó đều được đẩy ra ngoài máu. Và khi mà gan bị suy giảm thì đương nhiên cái tỷ lệ cholesterol este hóa nó sẽ giảm vì chức năng gan kém. Và gì ạ, cholesterol được tổng hợp ở gan nó sẽ đẩy toàn bộ vào máu chứ nó không chuyển thành cholesterol este hóa, và chính vì như vậy nó sẽ làm tỷ lệ gì ạ tử số mà ít thì đương nhiên thì làm sao các bạn chia cho mẫu số nó nhiều thì đương nhiên cái tỷ lệ nó sẽ giảm, đây là đúng thôi ạ, đây là chỉ làm quy tắc toán rất là bình thường thôi đúng không các bạn. Mà cholesterol thì ở gan thì có rất là nhiều chức năng, nhưng chức năng quan trọng nhất đấy là tổng hợp axit mật muối mật. Và lưu ý các bạn là gì ạ? Quá trình tổng hợp axit mật muối mật này cũng xảy ra ở gan, và nó sẽ vào máu đi đến các mô cơ quan như là hormone sinh dục rồi rồi là hormone vỏ thượng thận để tham gia tổng hợp nhóm hormone bản chất đấy là steroid, các bạn đã được học về công học hôm trước rồi. Và nó sẽ đến lớp mỡ dưới da, đấy là tiền chất tổng hợp tiền chất vitamin D3 và tổng hợp thành vitamin D3. Và những sản phẩm thừa của cholesterol thì chủ yếu bài tiết qua phân, và dưới tác dụng của vi khuẩn trong phân nó sẽ tạo ra các sản phẩm cholestanol. Đối với chức năng chuyển hóa apatit thì lưu ý các bạn là gì ạ? Gan thoái hóa và tổng hợp các axit amin không cần thiết. Lần này mình biết rồi, mình có 20 axit amin thôi ạ. Vâng, thì 10 axit amin gọi là cần thiết, 10 axit amin gọi là không thiết. Lưu ý các bạn về cái axit amin cần thiết và không cần thiết này, học thuộc lòng tên của 10 axit amin cần thiết và 10 axit amin không cần thiết. Vâng. Các bạn lưu ý nhá, cái 10 axit amin cần thiết và không cần thiết lưu ý học thuộc lòng vì cái phần này rất nhiều phần có phần trong câu hỏi thi đấy ạ. Vâng, nhắc lại các bạn lưu ý và nhớ là gì, hai cái phần axit amin tôi bôi màu vàng là hai axit amin nó cần thiết cho trẻ em. Cô nhắc lại nhá, phần này cũng là một phần có nhiều trong câu hỏi thi đấy ạ. Vâng, quay lại bài của mình thì liên quan đến việc mà thoái hóa và tổng hợp, đặc biệt là thoái hóa thì liên quan đến hai enzyme rất quan trọng là enzyme AST và ALT. Đây là hai enzyme gì ạ? Có nhiều ở bào tương và ti thể tế bào gan. ALT thì chủ yếu tập trung ở bào tương, AST chủ yếu tập trung vào ti thể. Cho nên các bạn nhớ là những bệnh nhân bị viêm gan cấp thì hai enzyme này đều tăng. Nhưng nếu như mà gì ạ, so sánh cái nào tăng nhiều hơn thì ALT tăng nhiều hơn vì nó nằm ở bào tương. Nhưng những bệnh nhân bị viêm gan mãn tính thì lưu ý các bạn là gì ạ? AST nó sẽ tăng cùng với ALT, nhưng khi mà mãn tính thì nó sẽ có sự hủy hoại tế bào gan nó sâu hơn và AST nó sẽ tăng hơn ALT. Ngoài ra thì một loạt các axit amin được tổng hợp ở gan rồi, tuy nhiên gan sẽ tổng hợp rất nhiều axit amin nhỏ như là alanin, glycine, serine
Đây là những axit amin nó tham gia trong các quá trình chuyển hóa axit amin quan trọng của cơ thể và nó đóng vai trò cùng với gan tham gia trong quá trình khử độc. Và việc loại bỏ nhóm NH3 trong quá trình thoái hóa axit amin chính là ure. Và các bạn học bài hóa sinh thận các bạn biết rồi, ure sẽ được tái hấp thu khoảng 40 đến 50% tại thận tùy vào nồng độ ure trong máu. Sự tái hấp thu ure đấy là nó muốn bảo toàn cái nguồn năng lượng là nhóm NH2 để sử dụng nó tham gia tổng hợp các axit amin. Thì các axit amin thì bao giờ nó có hai nhóm chất, một nhóm chất carboxy, một nhóm chất amin. Vâng. Và lưu ý các bạn là gì, quá trình tổng hợp ure thì hiện nay người ta chỉ mới tìm thấy ở gan thôi, chưa tìm thấy các mô cơ quan khác, vì enzyme của phản ứng thứ hai ornithine carbamin transferase chỉ gan có, và các mô cơ quan khác người ta chưa tìm ra. Rồi lưu ý các bạn là gì ạ, gan là nơi duy nhất tổng hợp albumin của huyết tương. Albumin huyết tương đóng vai trò vô cùng quan trọng, đóng vai trò vận chuyển những chất không hòa tan như các hormone, như các lipid. Và đặc biệt là nếu như bạn học sinh lý, trong cơ thể mình có hai quá trình đông máu, con đường đông máu nội sinh và con đường đông máu ngoại sinh, thì toàn bộ các yếu tố trên con đường đông máu ngoại sinh, một con đường chính quan trọng, và sau khi quá trình đông máu ở trong cơ thể khởi động thì làm sao các bạn, nó sẽ được tổng hợp với gan. Và cái yếu tố đông máu ngoại sinh người ta gọi là gì, phức hợp protombin được tổng hợp với gan. Fibrinogen đấy là một sản phẩm chung cho cả hai con đường đông máu nội sinh và ngoại sinh cũng được tổng hợp với gan. Quá trình tổng hợp axit uric là một sản phẩm thoái hóa của bazơ purin. Axit uric còn được sau khi lọc qua thận còn được thoái thu đến 98% quay lại cơ thể cũng được tổng hợp ở gan. Creatin sau đấy nó sẽ gắn với phốt phát để tạo ra creatin phốt phát, và sau đấy nó sẽ thủy phân thành creatinin. Đây là một sản phẩm làm sao các bạn, nó cũng là dạng, nó cũng quan trọng để nó liên quan đến quá trình về hoạt động của cơ, tham gia chuyển hóa các axit aminoxidin, tham gia quá trình thoái hóa hemoglobin, vâng, tạo ra bilirubin tự do và axit glucuronic đấy là gì, bilirubin liên hợp. Vâng, đây là một loạt gì ạ, quá trình gì ạ, chuyển hóa. Những cái này các bạn đã học hết rồi ạ, cô chỉ đưa ra sơ đồ để cho các bạn nhớ lại thôi ạ. Vâng, đây ạ, một loạt ạ. Vâng, đấy, những cái này trong liên quan đến ba chuyển hóa axit amin thì các bạn, tất cả những sơ đồ tôi show lại thì các bạn lưu ý nhá, đều là những phần sau này chắc chắn sẽ có trong phần thi kiểm tra các bạn đấy ạ. À, vì hôm nay mình là buổi học nó cuối cùng rồi. Đây ạ, những sản phẩm liên quan toàn bộ như các bạn đánh dấu phong bài này vào ạ. Bài này rất là nhiều những cái phần sẽ kiểm tra, và tất cả những cái hình, những cái slide tôi ghi lại, tôi chuyển lại cho các bạn nó chắc chắn liên quan đến phần thi ạ. À, hai enzyme mà AST và ALT, tất cả phần này mình cũng đã học hết rồi, bài chuyển hóa acid amin dạng đây tôi chỉ nhắc lại thôi ạ, còn tôi không giảng lại nữa ạ. Quá trình khử amin oxy hóa thì nhờ đề nghị các bạn phân biệt rất rõ ràng là gì ạ, khử amin oxy hóa của các acid amin thông thường và liên quan đến enzyme gì, catalase là một enzyme tính chất khử độc, thì nữa chuyển sang phần khử độc của gan thì mình sẽ học. Vâng, và khử acid amin, khử amin oxy hóa của acid glutamic, bạn lưu ý như vậy. Đây là chu trình ure mình cũng đã học rồi trong bài chuyển hóa các axit amin. À, và lưu ý cho tôi là gì ạ? Chu trình ure nó cung cấp fumarate cho chu trình axit citric, đây là mối liên quan giữa chu trình ure và chu trình axit citric. Vâng. Oxalat, oxaloacetat trong chu trình axit citric sẽ tham gia phản ứng trao đổi amin với glutamate tạo thành axit aspartat và alpha cetoglutarate. Và axit aspartat sẽ phản ứng với citrulline của chu trình ure để tạo arginosuccinate. Phần này các bạn lưu ý, tất cả những phần này mình đã có trong bài chuyển hóa axit amin rồi. Và bây giờ mình sẽ đợi một chút để tôi sẽ tìm lại, sửa lại cái đường link để các bạn thi thử.
Đề nghị lớp mình vào lại cái phần link cô vừa đưa đi xem có làm được bài không ạ? Link nào ạ? Đấy, cô vừa đưa vào phần chat đấy ạ. Đình các bạn vào phần chat đi ạ.